Chào các bạn, hôm nay thầy giới thiệu các bạn một cái động tác cũng là một phiên bản của dịch cân kích để tập hàng ngày. Các bạn có thể tập buổi sáng hoặc tập buổi chiều để cho mình khỏe hơn mỗi ngày. Và từ đó mình sẽ sống vui hơn, mình trở thành một cái cá thể có ích cho mọi người, lao động và giúp mọi người tốt hơn, quan tâm mọi người tốt hơn. Đấy các bạn nhé, thì thao tác rất đơn giản, không cần hóa hoe gì cả, nhưng nó đem lại cái giá trị về mặt sức khỏe, hai yếu tố tinh thần và thể chất các bạn nhé, tinh thần và cơ thể. Đấy thì thao tác này rất đơn giản, nó có dịch cân kính thì vuốt lại sáu vẩy lại sáu, còn thao tác này nó có đảo lại một chút, vẩy lại sáu đấy, tại sáu đang đẩy lên trước đấy, tức là cái vòng quay của ta là 360 độ mà chúng ta mới quay được 180 độ sau này, thì tại đó mình quay cho hết trên này, cho đó từ đó thấy nghĩ ra sáng tạo ra cái thao tác này để nó quay ngược lại. Sau khi dịch cân kính thì các bạn tập thao tác vẩy lại sau này, thì các bạn vẩy vẩy đến trước này, đó là như thế này, đó hết cỡ này. Tay đầu tiên là các bạn để hai tay thấp xuống ngang vỗ hai bên đùi này đấy, hoặc là đổ để nó đan điền được, rồi các bạn vẩy vẩy ra sau này hết cỡ nhá. Đấy thì nó sẽ cái bộ phận lưng sau này sẽ được khởi động, nó sẽ kéo giãn cái xương sống này, mình sẽ khỏe hơn. Đấy để làm lại, một là hai tay để hai bên đùi, rồi hai là các bạn vẩy lên cao, hai vẩy lên cao, hoặc ba đưa về, vẫn là cứ ba thao tác các bạn nhé. Một hai ba, khi đưa lên đây là các bạn thở đã, đưa về là bạn hụt vào, hụt không khí vào, hụt không khí ở đây tưởng chừng là hụt cái năng lượng vũ trụ, còn đẩy ra đẩy những tạp nhiễu, bạn các bạn phải suy nghĩ là đẩy những cái tạp nhiễu, những cái gây bận tâm nhá, làm tâm hồn mình không lắng đọng, làm tâm mình phải đẩy ra ngoài thì tâm hồn mình tinh khiết được. Một hai ba, một hai ba, một hai ba, các bạn bị đẩy vẩy ra, không được, không vai này không được gồng này, và thả lỏng và vẩy ra hết cỡ nhé, vẩy ra không được lên gồng, vẩy một hai ba, một hai ba, một hai ba, các bạn nhé, các bạn cứ tập được 80 lần, rồi 20 lần, rồi đến 50 lần, 100 lần, thì các bạn sẽ cảm nhận nó sẽ nào sau khi tập dịch kinh. Bây giờ thầy tập 10 lần, một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín 10. Đấy các bạn tập 10 lần, tập 10 lần thì có cảm nhận mồ hôi nó tuột ra các bạn ạ, thì 100 lần thì nó sẽ hiệu quả như thế nào. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo, nhớ đăng ký và chia sẻ video để mọi người cũng biết.